Lệnh cấm đánh bắt cá được ban hành tại Fukushima, tên từ cảng Onahama. Lệnh cấm đánh bắt cá dọc theo bờ biển Fukushima đã làm cho người dân địa phương thất vọng và giận dữ do hậu quả của việc nước bị ô nhiễm, bị thất thoát từ các lò phản ứng hạt nhân bị tê liệt. Tại cảng Onahama, chỉ cách Fukushima Daiichi 61 cây số về phía nam, các người dân bị buộc phải ngừng đánh bắt cá đã rất tức giận công ty điều hành nhà máy hạt nhân. Công đoàn đánh bắt cá Onahama là một trong nhiều công đoàn dọc theo bờ biển đã tự nguyện đình chỉ tất cả các hoạt động sau khi công ty điện lực Tokyo công bố nước bị ô nhiễm với mức độ phóng xạ cao đã bị chảy ra từ một bể chứa và có thể đã chảy vào biển. Trong một năm qua, các công đoàn đánh cá trong khu vực đã bắt đầu lại các hoạt động đánh bắt cá, nhưng chỉ trong một số ngư trường hạn chế và chỉ bắt những hải sản được cho là an toàn. Nhưng quan trọng nhất là việc đánh bắt này cho phép họ kiếm sống trở lại. Tại bến cảng, một vài người dân địa phương tiếp tục câu cá giải trí, mặc dù một số người nói rằng họ sẽ không ăn cá mà họ bắt được hoặc bơi trên biển mà không có trang phục bảo vệ. Công ty điều hành nhà máy hạt nhân Fukushima vào ngày hôm qua đã tiết lộ những địa điểm mới có mức phóng xạ cao đã được tìm thấy gần các thùng chứa nước bị ô nhiễm, làm gia tăng lo lắng sẽ có thêm nước ô nhiễm bị thất thoát, trong khi tình trạng đang từ xấu trở nên tồi tệ hơn. Một cơn sóng thần đã đánh vào nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi nằm ở phía bắc Tokyo vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, làm cho các thanh nhiên liệu tại ba lò phản ứng bị tan chảy, gây ra ô nhiễm phóng xạ trong không khí, nước biển và thực phẩm, làm cho 160.000 người phải sơ tán.